Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương do chính phủ Thụy Sĩ tài trợ, Cục Xúc tiến thương mại Vietjet đã phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương và Bắc Giang tổ chức huấn luyện sông lưu huỳnh cho trái vải xuất khẩu niên vụ 2016. Tiếp nối chương trình hướng dẫn kỹ thuật sông hơ lưu huỳnh cho quả vải của năm 2015. Năm nay, Cục Xúc tiến Thương mại mời chuyên gia quốc tế tập huấn và ứng dụng kỹ thuật này trên quy mô rộng hơn tại hai tỉnh Hải Dương và Bắc Giang nhằm mở hướng cho quả vải Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Đông và châu Âu. Đây là thị trường rất tiềm năng, có nhu cầu rất lớn, song yêu cầu kỹ thuật không quá khắt khe và phù hợp với nông sản Việt Nam. Sau khi mà chúng tôi đã có một số khảo sát thì chúng ta rất là mong muốn mở rộng cái thị trường cho trái vải của chúng ta không chỉ vào một số những thị trường truyền thống mà còn sang các thị trường Trung Đông và châu Âu. Do đó là tại cái thị trường này thì cái yêu cầu sông lưu huỳnh là cái yêu cầu bắt buộc. Thì ngoài cái việc mà hỗ trợ cho cái việc là kỹ thuật sông lưu huỳnh thì chuyên gia quốc tế lần này còn hỗ trợ, chúng tôi gọi là hỗ trợ hậu cần xuất khẩu, có nghĩa là tư vấn cho các doanh nghiệp cũng như là các cán bộ địa phương về các cái yêu cầu, thứ nhất là đóng gói như thế nào cho nó phù hợp, thứ hai là các yêu cầu về nhãn mác khi mà vào thị trường. Đánh giá về tính ưu việt của kỹ thuật sông lưu huỳnh, tiến sĩ Michel Jaillet Pierre, chuyên gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, công nghệ bảo quản hoa quả bằng sông hơ lưu huỳnh sẽ cho phép bảo quản quả tươi từ 30 đến 40 ngày trong điều kiện nhiệt độ thấp từ 1 đến 2 độ mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Như vậy có thể vận chuyển quả vải xuất khẩu bằng đường biển, ít tốn kém hơn rất nhiều so với chi phí vận chuyển bằng đường hàng không. Công nghệ bảo quản hoa quả bằng sông hơ lưu huỳnh sẽ cho phép chúng ta đảm bảo được chất lượng sản phẩm, giữ được sản phẩm hoa quả trong vòng từ khoảng 30 đến 35 ngày ở nhiệt độ thấp từ 1 đến 2 độ. Và như vậy chúng ta sẽ có thể xuất khẩu các sản phẩm là hoa quả, ở đây là cụ thể là quả vải, bằng đường biển, vốn là một hình thức vận chuyển ít tốn kém hơn nhiều so với máy bay và có giá thành thấp hơn máy bay, và nó giúp chúng ta có thể tiếp cận với những thị trường xa. Tại khóa huấn luyện, các học viên có cơ hội trải nghiệm và luyện tập phương pháp này tại cơ sở đã được ban tổ chức bố trí. Chuyên gia đã hướng dẫn cách tách, phân loại quả, xếp vào khay, cân đo pha chế tỷ lệ lưu huỳnh, thời gian sông hơi, thời gian chờ và đưa vào phòng lạnh, vân vân. Dự kiến 500 kg vải thiều đầu tiên do học viên thực hiện áp dụng kỹ thuật sông hơi lưu huỳnh sẽ có mặt tại Pháp. Vâng, riêng về cái công nghệ sông lưu huỳnh cho vải chuẩn bị cho cái việc xuất khẩu cái quả vải của mình sang các cái nước ấy, thì chúng tôi thấy đây là một trong những công nghệ phù hợp với cái điều kiện của bà con nhân dân ở Bắc Giang cũng như là của Lục Ngạn. Cái thứ nhất là nó cũng dễ làm, cái thứ hai là nó cũng đảm bảo được cái tiêu chuẩn về cái an toàn thực phẩm cho đối với các cái nước mà người ta đã chấp nhận được, thì tôi nghĩ đây cũng là một cái công nghệ rất là tốt và phù hợp. Qua cái khóa này chúng tôi biết được là cách làm thế nào để được thị trường chấp nhận. Thị trường Pháp chấp nhận nghĩa là châu Âu chấp nhận. Thị trường chấp nhận nghĩa là thị trường Trung Đông, và họ đã chấp nhận rồi. Thế đây tôi cho rằng là không những cho quả vải mà có thể cho các, tôi đang làm việc với chuyên gia, công nghệ này có thể xử lý cho quả nhãn, có thể xử lý cho nho và tiếp có thể là các cây có múi khác. Theo Cục Xúc tiến Thương mại, cùng với việc hỗ trợ kỹ thuật, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam còn có các chương trình huấn luyện cho các doanh nghiệp về xây dựng kế hoạch tự chủ hoạt động xuất khẩu, tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế để nghiên cứu tiếp cận thị trường và tiêu thụ hàng hóa.